Chào các bạn đến với chương trình Dưỡng Linh Cơ Đốc hàng ngày để thêm lên cho chúng ta đức tin, tình yêu thương, mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời hơn. Để chiến thắng các tội lỗi, các cám dỗ cả tinh thần và xác thịt của chúng ta mỗi ngày. Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Hôm nay chúng ta suy gẫm lời Chúa với tác giả John Bloom với sứ điệp làm thế nào để có mối tương giao gần với Chúa càng hơn. Thiên đàng trên đất là niềm vui khôn tả và sự bình an vượt trên sự hiểu biết đến từ việc hoàn toàn tin cậy Chúa. Mối quan hệ gần gũi với Chúa luôn sẵn có cho bạn. Bạn có thể dễ dàng đạt được mối quan hệ thân mật như lời Chúa hứa. Việc Chúa kêu gọi bạn xây dựng mối tương giao mật thiết với Ngài đang thử thách đức tin của bạn mỗi ngày. Sách Gia Cơ chương 1 từ 2 câu 4 chép: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu, thốn chút nào. Trọng tâm của sự thân mật. Sự thân mật là trải nghiệm giữa hai người thật sự hiểu về nhau. Chúng ta thường dùng ngôn ngữ không gian để nói về điều này. Tri kỷ là người mà chúng ta vô cùng thân thiết và họ biết chúng ta ở mức độ sâu sắc. Nếu điều gì đó xảy ra làm tổn hại đến tình thân này, họ sẽ cảm thấy xa cách chúng ta. Còn một người không thân thiết thì chỉ biết chúng ta cách hời hợt. Nhưng tất nhiên, thân mật không nói về không gian mà là về mối quan hệ. Chúng ta biết cảm giác xa cách khi ngồi bên cạnh một người không thân thiết và cảm giác gần gũi với một người thân quen dù cách xa 4.000 dặm. Điều gì khiến chúng ta cảm thấy thân mật với người khác? Mặc dù cần rất nhiều khía cạnh để xây dựng sự thân mật, và mỗi mối quan hệ thân mật sẽ có một công thức khác nhau, nhưng điểm chung của tất cả là sự tin tưởng. Chúng ta không thể thân mật với người mà mình không tin tưởng. Sự tin tưởng là trọng tâm của sự thân mật. Càng tin tưởng ai đó, chúng ta càng để họ đến gần mình hơn. Mức độ tổn thương niềm tin trong một mối quan hệ là tỷ lệ nghịch với mức độ thân mật. Trọng tâm của sự thân mật với Chúa, mối quan hệ của chúng ta với Chúa và người khác cũng vậy. Kinh nghiệm gần gũi hay xa cách Chúa không phản ánh sự gần gũi thực tế của Ngài với chúng ta, mà là kinh nghiệm của chúng ta về sự thân mật với Ngài. Kinh Thánh cho biết Chúa thân mật với những người tin cậy Ngài. Càng tin cậy Chúa, chúng ta càng biết về Ngài cách mật thiết. Cảm giác xa cách Chúa thường là do gián đoạn tin cậy, chẳng hạn như tội lỗi hoặc thất vọng. Đây là một sự thật cực kỳ quan trọng. Là cơ đốc nhân, ai cũng muốn trải nghiệm sự thân mật với Chúa. Tác giả Thi Thiên chép: Nhưng thật phước hạnh cho con được đến gần Đức Chúa Trời. Thi Thiên chương 73 câu 28. Hãy xem lời khuyên của Gia Cơ và lời hứa kèm theo: Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Sách Gia Cơ chương 4 câu 8. Nhưng đôi khi chúng ta lại tìm kiếm sự gần gũi đó sai cách. Thân mật không chỉ là hiểu biết. Suy nghĩ sai lầm phổ biến là chúng ta có thể gần gũi hơn với Chúa bằng cách tích lũy kiến thức. Dĩ nhiên, để tương giao mật thiết với Chúa, chúng ta phải biết những điều quan trọng về Ngài. Chúa nói: Các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý sẽ giải phóng các ngươi. Sách Giăng chương 8 câu 32. Và Ngài chỉ ra rằng nhiều người vẫn đang thờ phượng đấng họ không thật sự biết. Giăng chương 4 câu 22. Trong lịch sử hội thánh, chưa bao giờ cơ đốc nhân được cung cấp nhiều kiến thức thần học đến vậy như ngày này. Chúng ta có đầy các bản dịch Kinh Thánh, sách Dưỡng Linh, bài viết, ghi âm bài giảng, phim tài liệu, âm nhạc, vân vân. Chúng ta biết ơn Chúa vì điều này. Nhưng thời đại ngày nay không có nhiều hê nóc những thánh đồ đồng đi với Chúa cách sâu sắc và mật thiết. Sách Sáng Thế Ký chương 5 câu 24. Hê-bơ-giơ chương 11 câu 5 chép: Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chừng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Tại sao? Vì kiến thức không đồng nghĩa với tin cậy. Đó là lý do Chúa Giê-xu nói với các nhà lãnh đạo tôn giáo có kiến thức Kinh Thánh sâu rộng vào thời của Ngài:
các ngươi tra cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời. Chính Kinh Thánh làm chứng về ta, vậy mà các ngươi không muốn đến với ta để được sự sống đời đời được chép trong sách Răng chương 5 từ câu 39 đến câu 40. Kiến thức Kinh Thánh tốt hơn vàng nếu nó tăng cường niềm tin của chúng ta nơi Chúa, nhờ thúc đẩy mối quan hệ thân mật với Ngài. Sách Thi Thiên chương 19 câu 10. Nhưng nếu để kiến thức Kinh Thánh thay thế niềm tin, thì điều đó chỉ làm chúng ta thêm kiêu ngạo. Sách Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 câu 1. Sự thân mật không đến qua không gian. Có người quan niệm rằng nếu chúng ta xây dựng một không gian phù hợp, Chúa sẽ đến. Tuy nhiên, cố gắng gần gũi Chúa thông qua không gian cũng là một sai lầm phổ biến. Một số người thiết kế không gian thờ phượng hoành tráng để truyền cảm hứng cho trải nghiệm siêu việt và huyền nhiệm. Cũng có người tổ chức các kiện thờ phượng để truyền cảm hứng cho trải nghiệm vĩnh cửu. Những người khác theo đuổi sự phục hưng vì nghĩ rằng gần gũi với quyền năng của Chúa sẽ dẫn đến mối quan hệ thân mật với Chúa. Những môi trường như vậy đúng là sẽ khuyến khích chúng ta gần gũi Chúa nếu chúng ta thực sự tin cậy Chúa. Nhưng không gian vốn không có quyền năng mang lại sự gần gũi giữa Chúa với chúng ta. Một ví dụ đơn giản, một bữa tối dưới ánh nến và âm nhạc lãng mạn là khoảnh khắc thân mật ngọt ngào giữa vợ và chồng, nhưng chỉ ở mức độ khuyến khích lòng tin và tình yêu của họ. Nếu giữa họ vẫn có khoảng cách do thiếu tin tưởng, thì không gian có lãng mạn đến đâu cũng không đủ sức mạnh để thu hẹp khoảng cách. Chỉ có hành động khôi phục niềm tin mới mang lại mối quan hệ thân mật. Cách chúng ta đến gần Chúa, cách đến gần Chúa và để Ngài đến gần chúng ta được tiết lộ rõ ràng trong Kinh Thánh. Chúng ta đến gần Chúa nhờ đức tin nơi Đấng Christ, Đấng cho phép chúng ta đến gần Ngài. Sách Hê-bơ-rơ chương 4 từ câu 14 đến 16 chép ấy vậy. Vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giê-xu, còn Đức Chúa Trời thì hãy bền giữ đạo. Chúng ta đã nhận tin vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Hê-bơ-rơ chương 7 câu 25 chép: bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Sách Philip chương 3 câu 9 chép: và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, và đặt niềm tin vào tất cả những lời hứa lớn lao và cao quý. Và cũng bởi Ngài mà chúng ta đều nói Amen để tôn vinh Đức Chúa Trời. Thư tín Phi-e-rơ thứ nhì chương 1 câu 4 chép: và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Thư tín Cô-rinh-tô thứ nhì chương 1 câu 20 chép: vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong Ngài cả. Ấy, cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói Amen, làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúa ưa thích đức tin của chúng ta, chứ không phải việc làm. Ở nơi thiếu niềm tin, Ngài không hài lòng cho dù chúng ta có kiến thức sâu rộng hay không gian hoành tráng đến đâu. Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời. Vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Hê-bơ-rơ chương 11 câu 6. Vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào chọn lòng đối với Ngài. Sách Sử ký thứ nhì chương 16 câu 9: và tỏ mình ra với người ấy, ai có các điều răn của ta và vâng giữ, ấy là người yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu thương, ta cũng sẽ yêu thương người và bày tỏ chính ta cho người. Răng chương 14 câu 21. Lời mời gọi thân mật của Chúa. Đức Chúa Trời muốn ở trong mối quan hệ thân mật với bạn. Đức Chúa Giê-xu đã làm trọn mọi công việc khó khăn trên thập tự giá để bạn có thể đến gần Đức Chúa Trời. Ngài chỉ yêu cầu duy nhất một điều: hãy tin cậy nơi Ngài. Răng chương 14 câu 1. Chúa muốn bạn hết lòng tin tưởng Ngài. Châm ngôn chương 3 câu 5. Lời Chúa mời gọi bạn đến để tận hưởng sự thân mật với Ngài sẽ đặt ra những thử thách đức tin trong cuộc sống bạn.
bạn phải tin chắc rằng nơi Chúa có ý nghĩa sâu nhiệm để bạn đến gần Ngài hơn. Đó là lời mời mà xác thịt bạn muốn từ chối. Nhưng trong Kinh Thánh, nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, sách Hebrews chương 12 câu 1, đều đồng ý với Gia-cơ và Phi-e-rơ rằng thử thách đức tin lớn nhất cũng là con đường dẫn đến niềm vui lớn nhất, sách Gia-cơ chương 1 từ câu 2 đến câu 4, thư tín Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 từ câu 8 đến 9. Và họ đồng ý với Phao-lô rằng những thử thách ấy chẳng đáng chi so với niềm vui khi được biết Đấng Quyết và vinh quang sắp đến, Philip chương 3 câu 8, sách Roma chương 8 câu 18. Sự gần gũi với Chúa chỉ đến khi chúng ta tin cậy Ngài nhất. Thiên đàng trên đất là niềm vui khôn tả, và sự bình an vượt trên sự hiểu biết đến từ việc hoàn toàn tin cậy Chúa, Philip chương 4 từ câu 6 câu 7. Những người tin cậy Ngài hoàn toàn sẽ tìm thấy Ngài cách trọn vẹn. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa hôm nay con được nghe sứ điệp làm thế nào để có mối tương giao gần với Chúa càng hơn. Xin Chúa ban thêm cho con đức tin, ban thêm cho con sự trông cậy xác huyết nơi Ngài. Xin Đức Thánh Linh phù giúp con, vì con là người nhỏ bé yếu đuối trong Ngài. Chúa ơi, con khao khát được gần Ngài và có mối tương giao mật thiết với Ngài hơn. Con tin điều này đẹp lòng Ngài. Con tin sự nhậm lời của Ngài. Và chúng con hiệp chung dâng lên Cha lời cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcodoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.